nó nắng nhẹ vậy thôi, mà ở chỗ nào nó đau á là nó đau, chứ không phải làm mạnh làm gì hết. Dạ tỷ, mà một hồi con lên á, con tắt cái này mình con. Người này nó không báo. Ngược, nhiều khi nó đi ngược con này. Cái này đau ha. Này. Đó, giờ mới khi nó đau ở đây rồi, cái gì nắng nhẹ lại bên đây cũng giống vậy nè. Dạ, nó đau quá. Đau phải không? Dạ. Đó, đó, đau hơn phải không? Đau quá. Đó, nè, chị ngó nè, chị ngó tay tôi này nè. Tôi làm rất đơn giản mà nó đau hả à, nào? Đau quá. Đó, nhẹ nhàng như vậy đó. Chứ chị thấy giống như xoa dầu vô vậy đó. Chị lại đưa tay lên đây đi. Chị đưa tay, chị nắng vô đó đi. Đừng cho nó kẹt tóc. Đau. Đừng cho nó kẹt tóc. Nó kẹt tóc nó sẽ trầy, mình không có xài cái quyệt đó được nữa. Đó, nắng vậy đó. Đó. Sao nó đau rồi cái gì? Đau chị dây 7 lần như vậy. Rồi chị buông đây ra. Chị buông này ra. Rồi thử lại cái viên này lần nữa. Một nè. Nó nè. Hai nè. Nó nè. Hôm nãy á. Ba nè. Bốn nè. Năm nè. Bây giờ này đau phải không? Đó. Thấy không? Nên đau mềm. Mềm nè. Nhưng mà rút được sâu hơn, rút được sâu hơn. Đó, đó. Đây, 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 bây giờ đưa tay này lên nắng này là. Đó, đó. Nó trúng không? Nó trúng đã đau như vậy nè. Đi vô sâu hơn nè. Thấy chưa? Nó không đau. Chỗ nào nó đau nhiều á là cái chỗ đó là cái chỗ nhạy cảm nhất. Đó. Đó, thì chị lấy tay chị nắng cho nó thử coi đúng không? Tại tôi làm đau hay là cái huyệt của mình. Đó. Rồi chị không tin á, chị đè thử bên này, chị đè ngược lại bên này, giống cái chị cái điểm đó. Bên này không đau. Ừ, thì bên nào nó bệnh nó đau bên thôi. Bên này đau. Ừ. Bên này đau. Đó. Đó, thì nó đau như vậy rồi cái gì? Thì về nhà nó những cái đó tôi gọi là thuốc. Khi tôi tìm ra những cái điểm đó rồi đó, thì chị về chị phải hợp tác với tôi. Tức là chị nắng lại giống như tôi vậy, nắng để tìm quyền nè, một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, đó, không đau. Thì bây giờ là nắng trên đầu, mà trên đầu nó không đau thì nó sẽ đau dưới này. Hiểu không? Tức là những cái điểm nó nối với nhau, thì chị kết hợp như vậy đó, giống như chị uống thuốc, thì nó mới bệnh, nó mới hết. Đó. Rồi cái điểm thứ ba là trên bên này, như tôi nói hồi nãy, hồi nãy chéo qua tới đằng sau nó đau, bây giờ chéo tay là lại đó giống vậy. Rồi bây giờ nắng nè, nè, à hai nè, à, không thấy đau phải không? Ba nè, đó đau hơn nè. Bây giờ nắng điểm thứ tư nè, không đau nè, thấy không? Nắng điểm thứ năm nè, không đau nè. Thì như vậy đó, có hai điểm đau ở dưới này thôi. Thì ấn đúng cái điểm đau đó bên này nó sẽ nhả. Những cái này nó thuộc về chronic, tức là nó đã mãn tính rồi, nó kẹt một cái thần kinh rất là sâu bên trong. Mà nếu không muốn dùng cái từ, nếu tây y nó khám nó sẽ nói là bị dôi quá ở khớp. Do đó cho nên chị không thể nói một cách đơn giản, chị khinh thường, chị cho rằng là cái chuyện nó như vậy rồi chị không làm. Chị phải hợp tác với tụi chị làm như vậy thì cái bệnh nó mới lui. Bởi vì nó lui rồi á thì nó sẽ đưa đến giải quyết những vấn đề như thế này. Nếu cái dây bị kẹt khớp hoài nó sẽ ảnh hưởng tới tim mạch. Nó ảnh hưởng tới nhức đầu. Nó ảnh hưởng tới huyết áp, đủ thứ chuyện. Do đó cho nên khi nó thông cái đó rồi đó thì nó mới đi đến khỏi. Thì tức là bên này đừng đụng đó, lo bên này. Cái vấn đề không phải, cái vấn đề ý tôi muốn giải thích cho chị một cách rõ ràng là đau chỗ nào, cái phương pháp này nó không chữa ngay cái chỗ đó. Bởi vì nó tránh sự tổn thương tại chỗ, chị hiểu không? Cũng như vết thương của chị đau lâu ngày quá nó bầm rồi. Tôi đụng nhẹ cho chị cũng đau, chị cho nên chị không nhận được cái huyệt bệnh. Cho nên tôi tìm ở bên cái vùng không bệnh á, thì cái chỗ đó nó sẽ nhạy cảm nhất. Là chỗ đó cái não nó quyết định để nó chữa bệnh cho chị. Cho nên khi nhìn nắng nhẹ bên đó mà nó đau, thì có nghĩa là cái điểm đó nó đáp ứng như điểm bên này. Đó. Rồi cái điểm thứ hai, giữa cái ổ khớp này nè, dưới năm ngón tay này nó liên lạc với nhau. Thì bây giờ mình mới nắng từ một khớp nè, thì thấy rõ ràng nó không đau nè. Nè, không đau nè. Điểm thứ ba nè, hồi nãy đau lắm, bây giờ không đau nữa. Nè. Thì nắng kế bên nè, cũng không đau nè. Đó, bớt mạnh hơn cũng không đau nè. Mà thấy chỗ nào nó đau là nó đau. Đó, nó hết, thấy không? Đó, bây giờ bắt đầu nó đau.
thí dụ nó đau như vậy rồi đó, đừng có sợ. Dạ, thầy... nó đau không, bởi vì nãy giờ chị tôi biết cái tâm chị tán loạn, tôi đã cố gắng giảm mất thì giờ để tôi thuyết phục chị mà chị vẫn chưa hiểu ý tôi nói. Dạ hiểu. Thành nữa cho nên khi cái điểm đau đó rồi, nó đau rồi đó là mình biết chắc chắn rằng trong 6 khớp này nó chỉ có 5 khớp này, chỉ có một khớp này đau thôi. Dạ. Thì chị lấy cái tay chị nắn vô cái điểm đau này này, cho tới khi nào không còn đau nữa thì cái tay chị sẽ bắt đầu nó bớt. Dạ. Chị hiểu ý tôi nói chưa? Dạ. Hoặc là điểm thứ hai, ngược lại. Nắn bên. Nắn ngược bên này nhưng mà phải người nhà hợp tác mới được. Dạ. Thí dụ như, như tôi nói hồi nãy, thí dụ nè. Hồi nãy chị đưa lên vậy không đau. Dạ. Chị đưa ra vậy đau. Dạ, đúng. Thí dụ vậy, chị nghe tôi nói hết đã. Khi chị đưa ra vậy hồi nãy nó chị đưa ra sâu không được. Thí dụ vậy, nhưng mà nắng bên đây nó bớt, chị đưa ra sâu hơn nó vẫn còn đau thì tức là nó bớt. Chị hiểu ý tôi nói không? Thì cái khớp đó là gì? Nó có ba cái function. Khi nó kẹt khớp á thì nó sẽ đưa tới tình trạng gọi là viêm á, tức là gì? Đau. Thứ hai là sưng. Thứ ba đó là không cử động. Mà nếu khi đã bấm vào cái huyệt mà cái tay cử động được, dù nó còn đau nhưng mà nó cử động được, có nghĩa là từ từ cái đau đó nó sẽ giãn ra. Tại vì nó lưng lưu được thì tự nhiên cái máu từ từ nó bớt. Cái vết thương nó bị lâu ngày quá mình đụng nhẹ nó vẫn đau. Nhưng mà mình cử động được có nghĩa là từ từ nó sẽ bớt. Chị hiểu không? Thì sự hợp tác đó về nhà mới gọi là huyệt. Thì cái huyệt đó đó giống như thuốc mình phải uống. Tức là mỗi một ngày mình làm mấy lần như vậy, đúng theo cái lời ông thầy cũng dặn thì cái bệnh nó mới lui. Còn chị về chị nói là giao cho tôi bấm mà chị không cần nhớ tới là cái như thua. Rồi chị thông cảm cho đó chưa? Rồi, ok. Một số những cái huyệt mà nó liên hệ tới cái những cái vùng quan trọng trong cơ thể, tức là ở trong đông y người ta chia nó ra, nó là những cái bệnh thuộc về tạng, những bệnh liên hệ tới phủ, những bệnh liên hệ tới khí, những bệnh liên hệ tới huyết, những bệnh liên hệ tới gân. Thì cái từ người ta gọi là căn, những bệnh liên hệ tới mạch thì nó gọi là, nếu chúng ta học huyệt mà chúng ta không biết 5-8 điều căn bản này, nó coi như là nó bị chết bớt đi à. 8 cái điều này nó coi như là 8 cái bộ phận chính ở trong cơ thể, tất cả các huyệt đạo nó không đi ngoài cái 8 cái huyệt này. Nó gồm có tạng, phủ, khí, huyết, căn, mạch. Đúng 8 chưa? Có 6 rồi. Mới là 6 hả? Kỳ kinh bát mạch là tạng, phủ, khí, huyết, căn, mạch. Tỳ phế. Không. Tạng, phủ, khí, huyết, căn, mạch là cốt tủy. Cốt tủy. Cốt. Cốt là xương á. Dạ. Thầy với tôi... tôi là sợ ai quên là tôi nhắc lại tôi nói ủa sao tôi 8 mà quý vị điếm có 6 đó. Quý vị thấy 8 chữ á ha, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 cái anh này đó là coi như nó ở trong khi người ta học huyệt á, người ta chú ý vào cái kỳ kinh bát mạch, tức là cái kỳ kinh nó có thể nằm theo cái đường như nói này á. Nhưng từ bữa giờ chúng ta học á là chúng học sinh huyệt, học kỳ huyệt, tức là nằm trên kỳ kinh. Còn bát mạch á, nó nằm ở trong cái hội này á, trong cái bát hội huyệt này chúng ta phải biết, tức là nó giống như đại khái như bây giờ mình nói là mình đi tới Little Sài Gòn này thì mình phải nói với người Mỹ, người ta không biết, nhưng mà mình nói là tôi muốn tới Santana thì nó sẽ chỉ cho mình dễ hơn. Quý vị có thông cảm được cho đó không? Tại vì một cái thành phố nhỏ đó nó nằm ở trong cái thành phố lớn thì người ta biết cái thành phố lớn, người ta sẽ chỉ cho mình dễ hơn. Mình đi vào thành phố nhỏ thì cái tạng, phủ, khí, huyết, căn, mạch, cốt, tủy của đông y á, nó cũng không ngoài cái mục đích đó, để nó giúp cho
cái người chẳng bệnh á biết được rằng cái bệnh đó hiện nay nó đang nằm ở cái cơ quan nào chịu trách nhiệm. Nó giống như từng cái department của chính phủ trong cái cabinet này. Đấy. Thì chúng ta biết tạng có nghĩa là gì? Bằng những cái gì mà thuộc về tạng nói là lớn, cái cơ quan nó lớn, những cái organ nó lớn ở trong cơ thể. Thí dụ như mình nói tim là một tạng, phổi là một tạng, thận là một tạng. Thì những cái tạng đó gọi là những cái quan lớn. Cho nên người có ngũ tạng đó là tâm, can, tỳ, phế, thận, 50 tạng chánh. Nha. Thì những cái huyệt nào mà bệnh nào mà nó thuộc về tạng á, thì người ta chú ý ở huyệt chương môn. Chương môn. Môn là cửa. Môn là cửa, chương là sáng. Cái huyệt chương môn nằm ở chỗ này nè. Bây giờ để vẽ cái, tôi nói em theo cái kia. Đây, như cái hình cho quý vị thấy nó dễ hơn. Mình nhìn trên một cái cơ thể thật của con người mình á, thì ngang cái eo, ngang cái eo, chỗ cứ bắt đầu từ rúng nè, lấy từ rúng á, làm chuẩn, từ cái eo rúng kéo thẳng ra, thì chúng ta sẽ đụng cái hạ sườn cuối cùng. Chúng ta có tất cả vào khoảng 12 sườn, 12 cái nhang sườn này. Nó nối với 12 cái khớp xương của cái đốt xương sống. Cho nên á, cái nhang sườn này đó, nó có 12 cái điếm từ trên này đi xuống tới 12 cái co như vậy đó. Thì cái huyệt á, nó sẽ nằm từ chỗ rúng, kéo ra đụng cái xương sườn thứ 11. Cái huyệt chuyên môn á, một trong những huyệt mà tôi chỉ với quý vị kỳ đầu mình làm cuối cấp á, trong trường hợp người ta tự nhiên người ta bị xỉu, mình không biết làm cái gì, ví dụ đang ngồi ghế tự nhiên ngoẹo như vậy, mình chụp không kịp, mình chụp đại ngang cái hông này, mình nắm, mình vừa giữ lại một tay bỡ cái đầu, một tay nắm cái hông mình kéo lại thì vẫn tỉnh được như thường. Bởi vì nó làm việc lớn, nó là chương môn, có nghĩa là làm cho tất cả các cửa nó sáng ra. Người xưa đặt nó nghĩa là vậy, môn là cửa, chương là sáng, tức là những cái bệnh mà thuộc về ách nghịch, những cái bệnh về sưng lấp, những cái bệnh về viêm gan, những cái bệnh mà ta nghi rằng là cái những cái tạng chính của nó, thí dụ gan bị sưng, tiền sử người bệnh á, họ cho biết là cái gan họ bị sưng, tôi nói thí dụ, hoặc là tiền sử bệnh họ cho biết là họ đã bị tiểu đường mãn tính, hay là họ đã từng bị sưng lách, hay đã từng bị té ngã do nơi cái đó. Thì chúng ta khi chúng ta trị những cái huyệt kia rồi mà nó không vớt á, thì coi chừng một trong những cái huyệt chánh này nè, cái tạm chánh này nè, nó chưa đủ cái năng lực để nó đáp ứng cho cái đó. Cho nên chúng ta ấn thêm vào cái việc chuyên môn để giải quyết những bệnh thuộc về tạng. Quý vị hiểu kịp cho đó không? Đó, thí dụ như bây giờ cái người đó hay bị tức gan ngực, hay tức gan ngực và cảm thấy bị lói ở gan sườn, mà chúng ta ấn vào huyệt 19 thí dụ vậy, huyệt nhân trung, mà họ đã tỉnh rồi mà cái này vẫn còn đau, hoặc là ta hơ trên các cái kẻ tay này theo cái nắm tay nè, nhưng nó bớt rồi nhưng mà nó vẫn chưa có nhẹ, thì coi chừng vì trúng thương nặng cái huyệt chuyên môn, thì ta bấm đấu xứng cái huyệt chuyên môn bên đây, ta kéo ngược lại thì nó sẽ nhả. Quý vị nắm được cái đó chưa? Đó tức là những bệnh thuộc về lách, tỳ, gan, hoặc là ăn không tiêu, bị buồn nôn, bị ách nghịch, ăn xuống mà nó bị đình ngăn nó không lên được, thì bóp vào thêm huyệt chuyên môn nó cũng bớt. Tức là những bệnh thuộc về tạng thì tất cả các tạng gọi là hội ở chuyên môn, người ta gọi là bát hội huyệt. Bệnh thuộc về phủ thì lấy cái gì làm chủ? Là lấy trung quản làm chủ. Trung quản ở đâu? Huyệt trung quản nằm ở đâu? Từ rúng đi lên cho tới huyệt cưu vĩ. Huyệt cưu vĩ là ta gọi là cái xương hóa á, tức là chỉ gian sườn mình chúng ta làm ngực, cái sật núm này nè, nó có một cái xương ức nhọn đè xuống á, thì nó giống như là cái mỏ con chim ó, gọi là cưu vĩ. Từ cái chỗ đó đi xuống rúng chia ra làm hai, thì ngang cái chỗ đó gọi là trung quản. Những cái bệnh cũng vậy, thuộc về mà ăn không tiêu lình bình ngoài đó, người ta cũng có thể chườm muối vào chỗ này nè, hoặc là người ta cứu vào chỗ này thì nó cũng nhẹ, nó cái ợ nó đưa ra bị nứt cục, ví dụ vậy. Mà mình thấy giải quyết hoài nó không hết, mình vô tình mình lấy cái máy sấy, hoặc nếu ai cứu mình hơ vô việc trung quản này, nó cũng nhẹ được cái đó, hiểu không?
tức là giải quyết những cái việc mà thuộc về phủ. Phủ tức là một cái cơ quan nhỏ đi cặp với tạng. Cái từ đông y này nó hơi khó, đây là một terminology. Thí dụ như gan nó là một tạng, thì trong lá gan á nó có cái, có cái túi mật, thì mật gọi là phủ. Thấy không? Chứ phủ đây không có nghĩa là ông phủ quan phủ gì hết á, mà có nghĩa là một cái phần nó nằm bên trong của cái đó. Thí dụ như bây giờ thí dụ như thận với bàng quang. Thận á là chủ yếu để nó lọc máu, để nó tống nước tiểu ra bàng quang, thì thận là một tạng mà bàng quang là một phủ. Tức là tạng phủ nó đi cặp với nhau, tức là một âm một dương nó đi vậy. Thì những cái bệnh thuộc về phủ thì ta lưu ý thêm một vị trung quản. Nếu giải quyết các vị kia không hết, ta lưu ý vị trung quản, thì nhớ lấy từ giữa, từ xương ức xuống cho tới đúng kia điều làm hai, thì chỗ đó là vị trung quản nha. Đó. Rồi, tức là chúng ta học hai việc, bây giờ việc thứ ba là những bệnh thuộc về khí. Những bệnh thuộc về khí, thí dụ như thế nào gọi là bệnh thuộc về khí? Thí dụ như bệnh hen suyễn, asthma đó, bệnh hen suyễn nè. Những cái bệnh thuộc về tim nè, họ thở cũng không được nữa, thì cũng gọi là khí, bệnh thuộc khí. Đối với tim đó, là hai người ta hay làm mệt đó. Ví dụ biết người ta niệm, bạn ta niệm chừng 3 tiếng, tự nhiên ta đứng bên nè, niệm nổi nữa. Có người tôi làm thử, tôi biết là niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 chữ à, 3 câu họ niệm này. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không nổi nữa. Bây giờ quý vị muốn thử cái khí lực của quý vị nó đủ hay không nha, quý vị làm thử nha. Quý vị niệm cho tôi 7 câu liên tục Nam Mô A Di Đà Phật, mà tới câu thứ 6 quý vị đuối đó là cái khí có vấn đề. À, Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Thì nếu nó tròn 7 chữ như liên tục như vậy đó là that's ok. Còn nếu mà thấy câu thứ 6 là đuối hơi đó là mình biết hôm đó mình đã yếu rồi. Đó. Thì những bệnh thuộc về khí như là bệnh suyễn, bệnh mau mệt, những bệnh thở gấp á, như là suyễn mệt, thì lưu ý ở huyệt chương môn. Tức là nói là bệnh thuộc khí hội ở ấy sinh là hội ở chí dương. Hồi nãy là chuyên môn chúng ta nói rồi, khí á là hội ở chí dương. Huyệt chí dương lấy như thế nào? Chúng ta lấy cái đây là cái xương bả vai, thì lấy cái đáy xương bả vai gặp cái cột sống giữa đó, thì cái vị trí này nè là huyệt chí dương, là cái lưng ra, là cái lưng ra. Thí dụ như mình biết cái người đó bị bệnh suyễn phải không? Giờ mình chà cái huyệt suyễn nè, chà huyệt suyễn nè, mình giải quyết cho họ nè. Rồi nhưng mà họ bớt, có thể 60-70% nhưng mà nó chưa hết, thì mình lật cái lưng lên, mình cứu thêm ở cái vị trí dương, hoặc mình chà thêm ở chỗ đó, thì nó sẽ giúp cho bộ tiêu hóa tốt, và đồng thời là nó cũng giúp cho cái sự thở nó bớt cái hỗn hển. Thì cái khí đó nghĩa là tất cả những cái gì thuộc về khí, thì cái huyệt này nè nó giữ một cái công năng là cái main function của nó, cái nhiệm vụ chính của nó là tái lập lại cái khí của toàn cơ thể, cho nên người ta mới đặt tên nó là cái hội huyệt. Chí dương là hội giữa khí, quý vị gì thông cảm được cho nó chưa? Rồi. Bây giờ huyệt ở huyết, những bệnh nào thuộc về huyết thì nó hội ở đâu? Thì huyết á thì hội ở đảng trung hay là huyết á hội ở đảng trung. Đảng trung nó nằm ở đâu? Tức là nếu chúng ta tính từ cái ngực á, lấy cái núm vú á, cái nhũ qua đó, cái nấm vú á làm chuẩn, thì kéo ở hai đầu cái nhũ qua nè, kéo thẳng ngang qua đụng xương ức ngực, thì dưới huyệt đây chỗ này đó là huyệt đảng trung. Huyệt đảng trung tức là từ vị trí đó lên vào khoảng hai thốn, thì ta sẽ gặp một cái tên huyệt tên là ngọc đường. Ngọc đường, cái quyền này cứu cấp rất hay. Những cái bệnh mà ôi xin lỗi tôi nói lộn chỗ này nè, hồi nãy
những bệnh thuộc về huyết, không không phải phải ở đảng trung. Huyết á là nó hội ở cách du, tức là hồi nãy á mình đã khí rồi ha, quý vị đổi lại cho tôi cái chỗ huyệt chí dương á, là quý vị đổi lại là huyệt đảng trung. Đảng trung hồi nãy khí á, khí á, thay vì quý vị ghi là huyệt chí dương gì, quý vị nên đổi lại cho tôi là huyệt đảng trung, tức là cái cách lấy huyệt hồi nãy á, là nó nằm ở ngang cái chỗ là từ cái nhũ qua bên đây kéo dài qua nhũ qua bên kia đó, thì cái chỗ đó là huyệt đảng trung. Đảng trung thì quý vị nhớ đảng trung với trung quản nằm kế nhau á, thì sẽ nó không quên. Nếu trung quản là mình lấy từ giữa ngực tới đúng chia mai, thì từ trung quản đi lên cho tới cái chỗ xương ức á, chia là ngà gần kế đó nữa, đó là huyệt đảng trung đó. Cái huyệt này đó nó cứu cấp cho những cái người mà bị gọi là nó là hội nhâm mạch, cho nên những cái người mà gần như hồn lìa khỏi xác á, chỉ còn cái tim nó thoi thóp thôi. Ở nhà tôi có thằng em nó đã chết rồi mấy ngày đó, mà bà nội có thương quá không có làm sao, mà cứ lấy ngải cứu á, nghe là con ông thầy để cái bên cái đi hơ cái ngực này cho nó nè, đến nỗi nó phỏng luôn. Thì sau đó bây giờ nó lớn lên nó vẫn còn thẹo đó, mà khi nó phỏng về rồi nó mới tỉnh, 3-4 ngày sau nó mới tỉnh. Thì cái huyệt đảng trung nó cứu cấp, cũng là một trong nguyên cứu cấp rất là hay. Rồi bây giờ tới là những cái bệnh thuộc về huyết nè ha. Huyết thì lấy ở cách du. Huyết á, các những bệnh liên hệ với huyết á, là liên hệ ở cách du. Hôm trước tôi có lần nói chuyện với quý vị về việc giải quyết những cái bệnh mà thương thực á, ăn vô rồi bị nôn mửa đó. Thí dụ như đi ăn đồ biển á, mà trúng mà sưng mồm, sưng miệng lên á, thì quý vị lấy cũng ngang cái vị trí dương á, tức là ngang đáy xương ba vai, đụng cái cột sống lưng, là ta biết dùng ở đó huyệt là chí dương. Chú huyệt này ta trị xuyển rất hay nè. Từ cái chỗ này nè, bởi vì xuyển á, bởi vì cho nên lý do tại sao xuyển người ta trị cái đó, cho nên người ta mới chia xuyển có 9 loại xuyển, trong đó có xuyển về tiêu hóa. Họ ăn mà không tiêu á, nó vẫn lên cơn mệt như thường. Đó, cho nên từ vị trí dương nè, ta kéo ra một thốn rưỡi, tức là khoảng một ngón tay rưỡi thôi. Bề dày này là gọi là một thốn. Từ đây ra đây là khoảng một thốn rưỡi. Thì một thốn rưỡi đó, ở hai bên đó là huyệt cách du. Nó nằm trên bàn quan kinh. Cái tên đó là cách du. Tức là xác định huyệt chí dương trước. Từ huyệt chí dương đo ra một tấc rưỡi. Một, tức là một thốn rưỡi á. Thì nó sẽ gặp huyệt cách du. Cho nên những người bị thương thực ta chà trong cái khoảng vị trí này này, thì nó sẽ làm cho nó ở ra được. Nó thoát cái hơi ra, nó không bị trúng độc. Từ huyệt chí dương là chỗ điểm đậm. Kéo ngang ra là một thốn rưỡi là huyệt cách du hai bên. Nhưng nằm trên bàn quan kinh nó có hai huyệt. Có khi đau bên trái, có khi đau bên phải. Quý vị ghi kịp được chỗ này chưa? Chỉ như những bệnh thuộc về huyết là hội ở cách du. Một thốn là bao nhiêu thầy? Một thốn là bề dày một ngón tay. Bề dày của một ngón tay ngang vậy nè. Bề ngang của một móng tay đó. Đó. Tức là cái bệnh người, bệnh nhân nào thì lấy cái khẩu độ của người đó. Ví dụ con nít thì lấy theo con nít. Người lớn thì lấy người lớn. Bề ngang của bề dày của ngón tay này nè. Bề ngang này nè, chứ không phải bề này. Xem chưa? Như vậy là huyết là hội cách du ha. Còn những bệnh thuộc về gân và khí hội ở đảng trung. Nãy xin lỗi ghi lộn chỗ chí dương. Những cái bệnh thuộc về đi đứng á, thí dụ là bị gì sao, bị người xưa nói rằng á, hội gan chủ gân, gan chủ gân, có khi người ta nói là can, ở trong cái tạng của nó tên là can, có khi người ta gọi là gan, nhưng mà nó chủ về gân cơ. Cho nên á, người phụ nữ á, người ta rất chú trọng cái việc gan, vì cái người phụ nữ là cái vấn đề sinh nở là một, cái thứ hai đó là hay dễ bị phẫn quất á. Mà hãy phẫn quất thì tay chân hay níu, co níu nè. Thì những cái tại cái dạng đó, đó là thuộc về gan cơ, lấy gan làm chủ. Do vậy cho nên những bệnh thuộc về gan, ví dụ như sau này chúng ta sẽ lát nữa tôi sẽ nói tới cái phần đó, mình nói sợ nó quên đi. Những cái dạng mà thuộc về gan có nghĩa là cái đi đứng, ví dụ như khớp xương bị kẹt nè, tôi nói ví dụ vậy nè,
thì coi chừng sau khi chữa các huyệt rồi thì nó hội ở gân, có cái huyệt để cần phụ cho nó, cũng giống như một thêm một power vậy, mà nó thiếu thì mình coi chừng nó hội ở, là do nó ở gân. Thì huyệt hội ở gân á là cái gì? Những cái bệnh thuộc gân mà hội ở huyệt nào? Hội ở dương lăng. Những bệnh thuộc gì gân là hội ở dương lăng. Cái cách lấy huyệt như thế này, quý vị nào cho tôi mượn cái chân thử đi. À, đứng lên. Đứng này nè, đặng nó cho quý vị thấy. À, cơ kéo lông quần tới ngang đầu gối, lên khỏi đầu gối một chút. Rồi, quý vị ngó nha, không cần chỉnh, cứ tăng thẳng tự nhiên. Rồi, nha, quý vị ngó nha. Tức là lấy từ cái, nếu ta đặt tay á, nếu ta đặt tay từ bốn ngón tay nè, nằm ở sau cái khoeo, tức là mặt sau đầu gối gì, ta đặt vô á, theo khẩu độ của người bệnh á, nha, thì nó sẽ tương ứng vào khoảng chỗ này nè. Tức là nó, cái xương ống nguyễn của chúng ta có hai xương, một cái xương lớn và một cái xương nhỏ, gọi là xương cẳng chánh và xương cẳng phụ, đúng không nào? Thì cái huyệt nó nằm ở chỗ cái mát, hai cái điểm nối xương lại với nhau, tức là xương cẳng chánh. Nếu ta án vô đây nè, nó nằm ở đường heo này đó. Nếu bây giờ thì cô gác cái chân này chút xíu, đường chân này túc tâm lý rồi này, không, nó gần túc tâm lý, đúng rồi, nhưng mà nó dịch ra ngoài chứ nó mới vô trong này. Cái vị trí nó nằm khoảng đây nè. Nếu mà người nào mà cái gân yếu á, ta nắm vô đây đó, ta nắm vô đây đó, nó nhói chịu không nổi đó. Ta nắm nè, nó nghe như mà kim châm ở đây á. Cái tên là những cái bệnh thuộc về gân, tức là thí dụ như là muốn lại mà lại không nổi, khòm xuống khó, muốn đi muốn dở cái chân lên á, cái chân nó nặng, thí dụ vậy á, thì ta án thêm ở huyệt dương lăng. Quý vị nghe kịp được cho đó chưa? Hả? Thì cũng xoay 7 lần vậy đó. Hả? Một trong hai huyệt đó gọi là những huyệt thuộc về gân là hội ở dương lăng. Có tên là, đúng rồi, có sách gọi là Dương Lăng Tuyền. Gân hội dương lăng. Bây giờ mạch hội đâu? Mạch ai cũng biết rồi, dễ về dễ nhất. Mạch hội thái nguyên, chỗ chúng ta bắt mạch nè, cho ta co ngón tay lại vậy á, gì thì cái chỉ tay thứ nhất là nằm ở vùng này, cái chỉ thứ hai, cái nếp gấp thứ hai, nó có nếp gấp thứ hai. Quý vị kéo nhẹ ra đụng cái đầu xương chỗ cái này, quý vị để tay đè hơi mạnh xong buông ra, quý vị nghe nhịp tim nó nhảy là đúng huyệt. Có quý vị nào cần thử không này? Cái ngắn thứ nhất gì, ngắn thứ hai khoảng vị trí này, ta đè mạnh xuống, ta buông đây ra, ta nghe cái nhịp đập nó nhảy giết ngón tay của ta đó là đúng huyệt. Thái nguyên và tại những cái bệnh thí dụ như ho, ví dụ như bây giờ ho viêm họng rồi lâu ngày quá bệnh nóng hết, mình thấy nó sao nó cứ ngứa cổ hoài, à mình án cho huyệt dương lăng, đây huyệt thái nguyên đó. Đây là 1, 2, 3 nè. Đó, ở vùng này. Cho nên mình á, có cái hôm trước mình học cổ đồng cổ á, ví dụ như ngứa cổ mình chụp đại cổ tay mình xây, có nhiều khi nó vô tình nó trúng huyệt thái nguyên nó cũng hết ho. Ta. Đó. Đó. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, chị để đó. Một bác nghe nó như vậy đây. Dạ. Xong buông ra thì để nhẹ chút xíu, nghe mạch nó nhảy vậy đó. Dạ, cảm ơn. Sức qua quen nội dương trì chứ. Hả? Đúng rồi, nó khoảng thêm xuống xuống xíu ra chút xíu. Bị thường thường á, người ta để bốn ngón tay về, người ta bắt ba ngón tay về, người ta bắt mạch nè. Hồi xưa á, ta mặc mạch thốn quan xích thì thường thường để vậy đó, thì ngay chỗ cái mạch cuối cùng làm này. Như vậy là những cái bệnh mà thí dụ như vấn đề tim mạch, những cái vấn đề mà nó ho lâu ngày này kia đó, mà nó không hết á, mình tìm thêm cái việc đó gọi là việc thái nguyên. Bây giờ những bệnh thuộc về xương gọi là cốt. Hoặc là những bệnh thuộc về tủy thì cốt á là hội ở đại trữ. Cốt á, tức là những bệnh thuộc về xương á là coi chừng nó hội ở huyệt đại trữ.
Nguyệt đại tử là cách lấy như thế nào? Chúng ta lấy cái cổ gáy ở đây nè, bắt để người bệnh hư khồn cái đầu về phía trước, thì nó lòi cái xương cổ gáy ra cuối cùng, gọi là nguyệt đại trì. Từ chỗ đó quý vị kéo nhẹ nó ra cũng khoảng 1.5 tấc ở hai bên cột sống. Kéo nhẹ nó ra thì đó là nguyệt đại tử. Những người bị ở nguyệt đại tử này đó, đôi khi đó nó làm cho tăng huyết áp. Huyết áp bị cứng gáy á, cái nguyệt đại tử này nó trị rất hay. Mà vừa là cứng gáy vừa là cao huyết áp. Đó. Khi hơi khòm xuống thì nó lòi cái đốt sống C cổ C7 ra. Thì dưới cái đốt sống C7 nó là gì? Nó là D1. Đó, thì từ D1 á, trong vị trí đó quý vị bàn khai ra mỗi bên 1.5 tấc. Nó nằm ở trên bàn quan kinh á, thì nó là nguyệt đại tử. Đại tử. Đó, cái tên là những cái bệnh thuộc về cốt, tức là bệnh thuộc về xương. Cách một thốn rưỡi hay một tấc? Dạ, một thốn rưỡi. Thì nói theo danh từ xưa đó, họ người ta gọi là một tấc. Thất tấc tức là một thốn á. Dạ. Là nguyệt đại tử. Bệnh cốt là bệnh về bệnh gì? Những bệnh thuộc gì mình nghi là bị xương, thí dụ như dẹo cổ nè. À, dẹo cổ. Hoặc là mình quay lại cái cổ nó cứng khó quá, dạ, mình không thể quay lại được. Cái đó là cốt. Thì coi chừng mình lưu ý nguyệt đại tử, sau khi mình trị các cái phản chiếu khác không hết thì coi chừng nó hội nguyệt đại tử, tức là cái điểm báo bệnh nó sẽ nằm ở khu vực đó đó, là mình truy nó ra. Những cái bệnh mà bị liệt tai biến do nơi mạch máu là bị liệt thần kinh 7 á, liệt mạch á, trị ở nguyệt đại tử cũng rất là hay. Bây giờ những bệnh thuộc về tủy, tức là tạo máu lại không đủ. Tủy là nó tạo gì? Tủy có phải nó tạo cái hồng cầu lại không? Đó, thì những cái bệnh mà thí dụ như mình nói như ung thư máu đi, thí dụ vậy đó, tức là cái máu nó không tái tạo được, thì ở do nơi cái tủy của người đó nó kém, nó không tạo máu được, thì cái một trong những cái hội huyệt ở đó đó là huyền chung. Tên thứ hai nó tên là tuyệt cốt, đó là cũng là một trong 13 cái quỷ huyệt à. Tên thứ nhất là huyền chung, tên thứ hai là tuyệt cốt, cùng một tên, mà người ta gọi tên nào cũng được. Thì cách lấy huyệt thì nó đối xứng với huyệt tam âm giao, nhưng mà nó chịch xuống một chút. Ta biết huyệt tam âm giao rồi gì? Ta lấy cái điểm gò cao nhất của xương mắt cá, cách khoảng 5 thốn, tức là 5 ngón tay, là huyệt tam âm giao cái gì? Thì nó đối ở má ngoài, nó nằm ở má ngoài, thì ta lấy từ cái má điểm cao nhất này này lên 3 ngón tay thôi. Tam giao là 5, của nó 3 thôi, khoảng 3 thôi, nó cặp theo cái gờ xương bên đây. Cái này là tam giao, còn phía ngoài phía trong này, cái này chúng ta lấy từ cái điểm cao nhất là tại khoảng 3 huyệt này, thì nó vị trí nó khoảng đây. Đó. Đấy là việc quyền chung hay tuyệt cốt? Quyền chung hay tuyệt cốt? Có cái gì ngầu phía dưới này, tôi chỉ cho này. Đây này. Giờ cái chuyện này, cái gì nói này. À, cái điểm này. Đó, sao khoảng 3 ngón tay. Thì nó nằm ở khoảng vị trí này. Đó. Tôi cặp theo cái gờ xương này. Tức là nằm mắt cá ngoài, tam âm giao nằm mắt cá trong, tuyệt cốt nằm mắt cá ngoài. Yeah. Thì như vậy á, trong bát hồi huyệt á, là chúng ta biết rồi cái gì? Tức là tạng, phủ, khí, huyết, cốt, tủy, cân, mạch, phải không? Thì cái lý do đó, tại sao chúng ta phải nắm thêm cái phần đó là tại vì trong cái căn bản của tất cả các thầy thuốc dầu là đông y tây, điều không ngoài khi mà chẩn bệnh á, không ngoài vọng, văn, vấn, thiết, người ta gọi là tứ chẩn. Dầu là đông hay tây y gì cũng phải 4 cái điều này là nắm chỉ đạo căn bản, không bỏ đi được. Vọng là gì? Là nhìn người ta, người bệnh mới tới đó, mình coi cái cách thở của họ, cái cách đi đứng của họ, cái cách ngồi của họ, cái cách hoạt động của họ, thì mình có thể đoán được một phần nào cái bệnh nó thuộc về cái tạng gì bị yếu. Hoặc cách nói chuyện á,
cũng có thể đoán được một phần nào cái bệnh của họ. Đó. Cho nên cái vọng á là một cách để chẩn bệnh. Thứ hai là văn, là ta nghe. Văn là nghe. Quý vị đọc kinh hoài đó, A Nan như thị ngã văn, đích thân A Nan tôi một lần nghe như vậy. Văn là nghe, chứ không phải văn là nếp nhăn. Thì nghe đó, nghe cái gì? Cũng có thể là ngồi mà nghe hơi thở khó. Nghe mà cũng có thể là nghe cái gì nữa? Nghe cái giọng nói của người ta. Đó, những cái nghe đó, đó nó cũng giúp ích cho chúng ta trong cái việc chẩn bệnh. Cái thứ ba là cái cơ bản nhất, dở nhất á, là phải biết vấn. Nếu không kinh nghiệm về vọng, không kinh nghiệm về văn, thì ít nhất phải biết vấn. Tức là phải hỏi người ta nguyên nhân bệnh là bệnh gì. Rồi cái thứ tư là thiết đối với Tây Y thường là lấy đo huyết áp. Còn Đông Y á, thì lấy tay để bắt mạch. Nhưng mà cái này hai bên còn tranh cãi, chúng ta miễn bàn vụ này. Bởi vì chúng ta đang tìm sinh quyệt. Như hồi sáng tôi tìm cho chị này đó, cái tay giơ lên vậy không đau, nhưng mà đưa ra vậy đau. Thì mình biết là cái tay thường theo kinh nghiệm á, những cái bệnh nào mà ngửa nhè, thí dụ cứng cổ nha, mà cúi xuống thì không sao, ok. Mà ngửa mà khó đó, hầu hết theo kinh nghiệm của tiền nhân, những bệnh mà ngửa khó đều là bệnh lâu. Thí dụ như tay đưa ra trước không sao, mà tay đưa ra sau khó là bệnh lâu. Nó, tức là người ta coi gọi là âm bệnh á, tức là nó rút vô sâu ở trong. Âm có nghĩa là nó rút vô sâu. Cái tính của âm á, là cái tính tốn thâu, nắm giữ, chứa. Do vậy cho nên cái gì thuộc về âm bệnh không phải là tà ma gì hết á. Âm mà có nghĩa là nó đi sâu vô trong. Đó. Cái ý nghĩa là vậy. Thì cái vấn á, là một trong những trong cái cách vấn của Đông Y á. Quý vị nhớ cái điều này. Là người ta đi theo một cái lộ trình như thế này nè. Người ta có một cái bài thuộc về ngũ thương á, tức là năm cái điều căn bản mà của người bệnh thường bị bệnh không rơi vào trong cái vùng ngũ thương này. Ví dụ nói là những bệnh gì thuộc về đi đứng nhiều thì gọi là hành đa thì thương cân, mà thị là thấy á, thấy nhiều quá, nhìn nhiều quá đó thì thị đa thương quyết. Đó. Rồi đứng mà lâu quá đó, cái bệnh gì nghề nghiệp mà đứng lâu quá đó, thì gọi là lập đa thương cốt. Hành đa thương cân, thị đa thương huyết, lập đa thương cốt. Giận người này tính khí hay giận á, thì nộ đa thương cân. Người mà hay giận á là rất hại tới gan. Những cái người mà hay u sầu, hay buồn á, đó, là bi, thì thương phế. Những cái người mà bị lao phổi á, là họ u sầu nhiều quá, cho nên là rất dễ bị bệnh phổi. Còn những cái người mà hay suy nghĩ, làm việc gì trí óc nhiều quá, như cái bệnh ngày nay hay vừa ăn, vừa làm trong việc trong computer đó, tư thương trì. Suy nghĩ nhiều quá thì nó hại tới cái tỳ vị. Đó. Thì chúng ta biết được một số những cái căn bản như vậy đó, để chúng ta có một cái kết luận trước khi chúng ta tìm một cái quyệt để chúng ta phù hợp, chúng ta trị cho người bệnh đi đến nơi đến chốn. Thì tùy theo, có khi người ta bổ theo mấy ông thầy giỏi hơn, có thể dùng một cái phương thang hay phương dược gì đó, người ta hốt thêm trong một cái thang thuốc đó. Còn mình thì chủ yếu là không dùng thuốc, thì mình chỉ áp dụng trên cái căn bản này thôi, nó cũng đủ một phần rồi. Mà nếu mình kết hợp thêm được, thí dụ như thuốc của Tây Y, thuốc bổ B12, B1, bây giờ nó tùy, nó không ngại gì cả. Mà nó có thể giúp thêm, mà nó không giúp thì nó quề trớt vậy thôi. Bệnh nó cũng tới đó, chứ nó cũng không có phản ứng phụ. Còn nếu mình không biết á, thì đi đến cái chỗ là đôi khi mình bị bế tắc. Đúng không? Một cái điểm nữa đó, cái cách của Đông Y á, có thể người ta dùng cái giờ vận hành của đau á, người ta biết cái giờ đau á của người bệnh á, nó nằm ở cái giờ vận hành nào của cái tạng phủ đó bị bệnh. Thì nó có một cái bài như thế này.
chúng ta biết là theo theo Đông Phương á, thì nó có 12 giờ Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tức Hợi. Thì ta biết cái giờ Tý á, theo Đông Phương họ tính á, theo cái giờ của Đông Phương họ tính á là 11 giờ tới 1 giờ. Cái giờ này nó chia làm 12 theo thập nhị địa chi, nó chia là 12 con. Nhưng mà trên thực tế mình đọc kinh á, hồi xưa đó với cái thời của Đức Phật á, người ta nói là tụng kinh ngày 6 thời, đọc kinh ngày 6 thời. Thì hồi xưa có 6 giờ, Ấn Độ có 6 giờ. Cái 6 thời đó nó là 6 giờ á. Tới Trung Quốc á mới chia lại thành 12. Tới đời Tây với Mỹ chia thành 24. Tức là ngắt cái thời gian ngang nhỏ ra, cho nên cái thời gian của chúng ta càng ngày nó càng ngắn đi. Ta cảm thấy nó qua nhanh là tại vì hồi xưa 6 thời dài lắm. Bây giờ mình theo cái giờ trung bình á của giờ Á Châu á là 11 giờ tới 1 giờ là giờ Tý. Đó. Người giờ Sửu á là từ 1 giờ tới 3 giờ sáng. Đêm á 11 giờ tới 1 giờ. Sửu là 1 tới 3. Dần từ 3 giờ tới 5 giờ. Mão á là từ 5 giờ tới 7 giờ. Người Trung Hoa với lại cái người Việt Nam hai người khác nhau nha. Mình nói là mèo là con mèo chứ thật sự người Trung Hoa nói là mão là con thỏ. Nhưng mình chế là mèo, không biết tại sao tự nhiên mình độc lập dân tộc vậy, cũng hay thiệt. Năm tới bảy là cái giờ mão, bảy tới chín là giờ thìn, bảy là giờ sáng đó. Bảy giờ tới chín là giờ thìn. Từ tỵ á là từ 9 giờ tới 11 giờ. Giờ ngọ là 11 giờ tới 1 giờ trưa. 9 giờ. Ngọ đó, 9 ngọ từ 11 giờ tới 1 giờ trưa. Giờ mùi từ 1 giờ tới 3 giờ chiều. Giờ thân từ 3 giờ tới 5 giờ. Giờ dậu á từ 5 giờ tới 7 giờ. Giờ tức từ 7 giờ tới 9 giờ. Giờ hợi từ 9 giờ tới 11 giờ để giáp đầu trở lại Tý. Đó, thì cái này ai nhà biết coi tử vi lấy số rồi gì thì kia là thành bao nhiêu này đó. Nhưng mà cái tạm thời cái người ta chia giờ ra như vậy để người ta biết cái giờ vận hành của bệnh, tức là cái cơ quan tạng phủ của con người đó nó vận hành theo cái giờ nào là giờ mạnh nhất. Để cho nên ngày xưa người ta mới đoán cái nhân thần của người đó đi trong cái giờ nào để biết được cái mạch lạc của người đó. Mà người ta biết được là bệnh nó đang phạm vào kinh nào nặng. Thì nó có một cái bài về như thế, bài dần như thế này để nói cho nó người ta khi hỏi bệnh á chúng ta dễ nhớ. Nó nói là cái giờ 11 giờ dần á, mình lấy từ chữ này cho dễ nhớ nè, phế dần. Tức là giờ vận hành của phổi á, là từ 3 giờ tới 5 giờ sáng, gọi là phế. Cái gì ghi là phế dần, tức là phế tại giờ dần. Đại mão, tức là đại trường á, thuộc vào giờ mão. Cái kinh đại trường á, nó sẽ quyết định ở giờ mão. Cho nên cái giờ này đó, từ 5 tới 7 giờ sáng chúng ta rất là dễ đi vệ sinh. Phế dần, đại mão, đặng cho dễ nhớ, thấy gì mẹo phải không? Phế dần, đại mão. Vị thành cung, vị là bảo tử. Khi chúng ta ăn á, mà chúng ta ăn trong khoảng từ 7 giờ tới 9 giờ thường là cái buổi điểm tâm. Mà không biết tại sao vô tình nó trúng vậy mình không hiểu nữa. Cái gần như một cái văn hóa mà nó lâu đời, cái tự nhiên cái nó thành một cái khớp vậy đó. Thì cái giờ này là cái giờ thuộc bao tử. Phế dần, đại mão, vị thành cung, tỵ tỳ, cái giờ 9 giờ tới 11 là giờ hành của tạng tỳ. Giờ vận hành của tỳ. Thì những người mà thí dụ như tới cái giờ này mà họ ăn mà họ bị đau á, là coi chừng cái tạng tỳ nó đã yếu nặng rồi. Đó, tỵ tỳ. Tâm ngọ, bị đau mà tức ngực hay là bị mệt vào 11 giờ tới 1 giờ trưa á, thì quả quyết là người đó do nó tâm. Bị bệnh tim. Phế dần, đại mão, vị thình cung, tỵ tỳ, tâm ngọ,
Tỳ là thuộc cái gì thầy? Dạ tỳ là pancreas đó. Dạ cái tụy tạng á. Tụy tạng. Hoặc là lá mía. Dạ. Của Đông Phương mình luôn luôn là một cặp, không có cái nào mà ha, là một hết đó. Tạng tỳ thì nó gồm có pancreas và cái leucemi. Hai cái, một cái lách, một cái spleen và một cái pancreas. Cái pancreas là cái bao tử á, cái bao tử vậy nè. Thì cái cục tụy tạng nằm kế bên này nè, gọi là pancreas. Dưới cái cuốn bao tử mà đi dồn ruột non, nó có cái lá trải dài giống như cái lá cây vậy nè. Cái hình đó nó gọi là lá mía. Thành thứ hai anh này đối với Đông Y á, đều gọi là tỳ. Chứ không tách ra làm một, mà đưa hai thành một, gọi chung là tỳ. Dạ. Yeah. Tỳ tỳ tâm ngọ tiểu mùi trung. 1 giờ tới 3 giờ đó mà ăn uống hay bị rối loạn tiêu hóa này kia, là hay bị đi phân sống rồi này kia đó, coi chừng cái ruột non bị tiểu. Ở đây là ruột non, là tiểu đường. Tỳ tỳ tâm ngọ tiểu mùi trung. Tỳ tỳ tâm ngọ tiểu mùi trung. Trung nha. Thân quan từ 3 giờ tới 5 giờ mà người đó hay có những bệnh đi tiểu nhiều. Đi tiểu nhiều hay là bị đái tháo nhiều hay là gì đó, trong khoảng giờ này nè, từ 3 tới 5 giờ thì cái giờ đó đó là thuộc cái kinh bàng quan bị cái bọng đái đó, bàng quan. Thân quan, quan đây có dê. Bàng quan á, thân quan. Dậu thận từ 5 giờ tới 7 giờ mà hay đau nhất thì coi chừng cái gốc đại thận. 5 giờ tới 7 giờ chiều. Thân quan, dậu thận. Tâm bào tuất. Tâm bào tuất tức là từ 7 giờ tới 9 giờ là thuộc về kinh tâm bào. Cái bào nó giống như dí như cái áo á. Tức là những cái màng vi tiêu, trái tim đó, nó tự thể nó cứ phải đập hoài. Thì nó đã tống máu đi thì nó phải có cái gì nuôi nó. Thì cái nuôi nó đó là những vi ti thần kinh, những vi ti huyết quản bao bọc xung quanh quả tim đó. Thì cái đó người ta gọi là tâm bào. Cái gì thấy không? Bởi vì tự thể nó đi tống máu hoài, không lẽ nó không có cái gì nuôi nó, phải có cái nuôi ngược nó. Thì nó gọi là kinh tâm bào. Thân quan dậu thận tâm bào tức hợi tiêu. Tiêu đây là tam tiêu. Dạ. Yeah. Hợi tiêu. Tí đổm. Tí thì đổm. 11 giờ tới 1 giờ, cái giờ này á, mà không ngủ được đó là coi như là cái gan mà có vấn đề. 11 giờ tới 1 giờ sáng. Rồi hợi tiêu tí đổm á, sủ can thông mà trải dài cho tới 3 giờ sáng nữa là chắc chắn cái gan hư nặng rồi. 1 giờ tới 3 giờ sáng là giờ của gan. 11 giờ khuya đó cho tới 1 giờ đêm á là giờ của đổm. Cho nên cái giờ chúng ta ngủ á, người ta mới nói là gan tàn hồn là vậy á. Ban ngày thì nó vận động, cho nên chúng ta mới phải hoạt động được. Các cơ bắp chúng ta hoạt động được, nó mới làm việc được. Nhưng mà khi ngủ á thì các cơ bắp này được ngơ nghỉ, thì cái huyết nó lui về ở tạng gan nó giữ. Cho nên người ta nói là gan nó tàn cái hồn, nó giữ đó. Cho nên cái hồn ở đây tức là cái thần á, khi nó giữ được cái đó cho nên người ta ngủ mới tốt. Cho nên hầu hết tất cả các chứng mất ngủ, mấy ông thầy Đông Y hay quy kết rằng nếu là nữ, hầu hết là tại do nơi gan nóng. Là cái lý do đó. Tại cái gan nó quất kết quá. Hoặc là cái người nó bị hay bị những cái sự hoạt động quất á, những cái sự quất kết lâu đời quá, bị những cái quan ức như gì đó, thì là cũng do nơi tại cái tạng gan nó quyết định. Cho nên người ta làm cho cái gan nó mát đi thì sẽ dễ ngủ. Đó. Thì cái tôi đọc lại nè. Phế dần, đại mão, đại là đại trường. Dị thình cung, dị là bao tử. Thình cung, tỵ tỳ, giờ này là giờ của tụy tạng. Tỵ tỳ, tâm ngọ, tiểu mùi trung, tức là giờ mùi là thuộc về kinh tiểu đường. 11 giờ tới 1 là thuộc kinh tâm ha. Thân quan là thuộc giờ thân buổi chiều á, là thuộc kinh màng quan. Dậu thận. Dậu thận. Tâm bào tuất. Hợi tiêu.
tí đỡm sủ can thông. Thì như vậy trong cái bài này á, nếu chúng ta chơi theo cái lối tử vi á, thì chúng ta sẽ thấy từng cặp tạng phủ đi liền với nhau mà chúng ta không phải quên. Và chúng ta nhớ lại trong bát và hậu việt thì chúng ta vẽ nó như thế này. Thầy vậy sủ không có gì chơi đó thầy. Hả? Sủ không có gì chơi đó thầy. Nói cái gì, nói gì? Sủ. Sủ. Phủ á hả? Sủ can thông. Can là gan á. Sủ gan. Can thông. Sủ can thông. Can thông, can thông. Thông là thông thương á. Thông là thông thương. Rồi thầy ơi, ta có 12 cung của tử vi cái gì? Tại sao người ta chế ra cung đi giáp bích đinh một kỷ? À cái đó là để mình nói chuyện sao? Cái đó hay lắm. Ở đây đó là giờ ngọ này, ngọ đó nó đối dựng, đối dựng như gì? Đối dựng đối xứng với tí, đúng không? Ta tiến là tí nè, theo chiều vận hành nè, sửu nè, dần nè, mão nè, thìn nè, tỵ nè, ngọ nè, mùi nè, thân nè, dậu nè, tuất nè, hợi, phải không? Dạ thì tính ra đây cũng được nè, nè tí sửu dần mão thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi. Nếu tính trên này bàn đại cũng được à, thì cái giờ mình biết rõ gì? Tí là mình ghi nè, 11 giờ tới 1 giờ sáng, đúng không? Sửu là 1 tới 3 giờ sáng, đúng không? Dần là 3 tới 5 giờ, phải không? Mão từ 5 giờ tới 7 giờ, thìn từ 7 tới 9 giờ, tỵ từ 9 giờ tới 11 giờ, ngọ 11 giờ tới 1 giờ, mùi 1 tới 3 giờ chiều, thân 3 tới 5 giờ chiều, dậu 5 tới 7, tức 7 tới 9, hợi 9 tới 11, đúng không? Phải vậy không? Giờ mình thấy nè, tí thuộc gì? Tí thuộc đỡm, sủ thuộc gan, phải không? Tí thuộc đỡm, sủ thuộc gan gì? Thì một tạng một phủ nè, gan là một tạng, đổm là một phủ, đổm là mặt. Cái người mà gan to mặt lớn á, thì thằng đó nó làm gì mới được, nó mới trở nên một tay hào kiệt trong thiên hạ, thì nó mới gan to mặt lớn mới được đủ mới thề nữ gọi làng đó nó can đảm. Can đảm có nghĩa là vậy đó hả? Thế là cái thằng cái gì, thế là một tạng phủ, phải không? Phế dần à, phế là một tạng, mão á là đại trường là một phủ. Cho nên phế với lại đại trường á là đi một cặp. Quý vị nào không tin á, quý vị nào có đi soi ruột bao giờ chưa? Có đi chưa? À, nếu mà mấy quý vị mà ở trên ruột của quý vị mà có vấn đề đó ha. Dạ, có polyp gì đó ha, thì những cái trên da mà vô tình nó nổi những cái đốm như phỏng á, mình mổ nó gọi là mục phỏng á. Mà trị hoài không hết á, quý vị đi xôi ruột tự nó cắt mấy cái đó, nó mấy ngày sau dưới da là lặn hết. Tại vì kinh đại trường á với lại cái kinh phế hai bên nó hợp với nhau. Mà phế nó thuộc cái gì? Nó chủ về da lông. À sau này chúng ta lại biết thêm một cái chuyện đó nữa. Cái phế nó chủ da lông. Cho nên những cái bệnh mà thuộc về phổi á thì nó làm tổn hại tới cái da và cái lông tóc. Mà cho tới nay tôi vẫn còn uất ức, tôi chưa có hiểu được lý do tại sao. Một điều lạ lùng là những người bị ung thư phổi nha, mà sau khi đi chemo về tóc lại mọc nhiều hơn. Nhưng mà sau khi mọc rồi cái gì thì lại chết lẹ hơn. Thì mới thấy cái lý của đông y hay là phế dần đại mão, phế chủ da lông. Cái phổi nó chủ vì da và tóc. Có cái bà nó mới quen đó, bà thầy mới chừng tháng nay bà bị ung thư phổi mà giai đoạn 1. Yeah. Đi chemo á, yeah, rụng tóc rồi giờ mọc tóc lại đó, rụng tóc xong nó đi chemo gì mọc tóc lại rất là nhanh. Đó chemo tại dạ mọc tóc lại. Dạ là mọc tóc lại tưởng là vậy nha, nhưng mà sao nó chết rất nhanh. À, nó lạ vậy đó. Dạ. Đó thì phế với đại trường nó là một tạng một phủ.
tỵ tỵ ha, giờ thìn là giờ có vị phải không, nãy nói vị thìn vị á, vị nằm ở thìn phải không, tỵ là tỵ phải không, tỵ là một tạng, vị là một phủ. Cái bao tử nó chỉ là một cái túi để chứa đồ ăn mà thôi, chứ cái công năng để biến thành đồ ăn thành huyết là do nó tỵ, do nơi cái lá mía và cái lá lách nó biến thành máu để nó đưa vô trong ruột non nó nuôi. Do nó cho nên tỳ là một tạng, mà vị là một phủ, tỳ vị là một cặp tạng phủ. Có hiểu kịp cho đó không? Đó. Rồi giờ ngọ với giờ mùi á, người ta nói là thí dụ như ngón út nè, một ngón thuộc kinh tâm, quyệt thiếu xung. Một thứ hai đó, một cái kinh tiểu trường. Cho nên hai đường kinh mà nằm trên một ngón, cho nên cái lý là tâm tiểu trường liên quan với nhau, là một tạng một phủ. Tâm là ngọ, tâm là tạng, mà tiểu trường á là phủ. Đây là một cặp tạng phủ, tâm tiểu trường một cặp, để người ta nói mình hiểu được là nó là một tạng phủ nó như thế nào. Tâm tiểu trường là một cặp tạng phủ. Thân dậu á, thân thuộc thận, dậu thuộc bàng quang, thành thứ thận và bàng quang là một cặp tạng phủ, một cặp tạng phủ nha. Thân á thuộc về kinh thận, dậu thuộc về kinh bàng quang, một thân một phủ đi cặp với nhau, tức là hai này đi chung với nhau nè, một cặp nè. Rồi tức với hợi á thì tam tiêu với tam bào, hợi tiêu thân quan vô thận nè, tam bào là thuộc tức, tam bào nè, hợi là thuộc tam tiêu nè, thì hai anh này là một cặp, một cặp tạng phủ. Kinh tam tiêu á là một tạng, kinh tam bào á là một phủ. Rồi gan đỡm cũng vậy là một cặp đó quý vị, thành thử quý vị thấy là một từng cặp tạng phủ, rõ phải không, rõ được chưa nè. Gan đỡm một cặp tạng phủ nè, phế đại đường một cặp tạng phủ nè, tỳ vị một cặp tạng phủ nè, tâm tiểu trường một cặp tạng phủ nè, thận bàng quang một cặp tạng phủ nè, tâm bào tam tiêu một cặp tạng phủ. Tức là như vậy chúng ta có đủ lục phủ ngũ tạng nằm ở trong con người mình hết đó. Và cái giờ vận hành nó đi theo cái giờ vận hành nó vậy đó. À. Cái hồi nãy vị nào hỏi cái vụ 10 cái gì đó, 12 con giáp với lại ấy đó, cung. Dạ cung á. Giáp ất binh. Dạ. Không hiểu tại sao người xưa trong cái chiếc tính dụ để dịch càng khôn vũ trụ á, người ta tính hay lắm. Nhưng mà nó rút lại như thế này để chúng ta suy cái đó nha. Thần người nếu không có con người chúng ta có vũ trụ không? Nếu chúng ta đặt ngược câu hỏi đó, chắc chắn không có con người là không có vũ trụ. Đúng không? Thành thì có con người nó mới có vũ trụ. Cho nên cái lý này mà giữa Đông và Tây gặp nhau ở chỗ này nè. Không có con người đứng trên mặt đất thì không có thiên, không có địa. Cho nên thiên địa nhân là một hộp của tam tài. Thiên địa nhân là một hộp của tam tài. Mà cái người nào mà thuận, cái câu của người xưa nói thuận thiên thì giả tồn, mà nghịch thiên thì giả vong, có nghĩa là trái lý của trời đất á, thì chỉ có chết thôi chứ không có thể nào sống được, bởi vì nó nghịch lý. Do vậy cho nên những ai làm cái thuộc về chánh đạo đó, chánh đạo vương đạo đó, thì họ nấu được ba cái này thì gọi là vương. Chữ vương của người xưa viết như thế này là hai gạch dài, một gạch ngắn và cái đường nối ở giữa gọi là chữ vương. Cho nên nói ví dụ như Phật là đấng y vương, là một bậc chữa được bệnh tâm cho người ta rất là hay nhất. Vì cái quan niệm của ngài là chánh báo và y báo. Khi cái tâm của ta chính á thì tự nhiên á là cái hoàn cảnh của chúng ta sẽ không bị những cái bệnh tật đó. Hay ngược lại, tự cái cơ thể nội tạng của chúng ta vững chắc á thì cái màu da, cái cơ thể bên ngoài của chúng ta được cái y báo đó, nó cũng phù hợp với cái tâm của chúng ta. Cho nên có nhiều người bệnh quá trời đất, mà đến khi hết bệnh rồi đó, thì ông thầy tướng ấy, ông nhìn ông nói, cô sắp được cái vận hanh thông.
Còn cái người tu á, ta nói rằng cái người này đã làm được cái điều công đức gì đó, cho nên cái sắc tướng nó thay đổi, nó tự nó tái tạo lập lại những cái gì ở bên trong cơ thể đó. Cho nên cái quan điểm của thiên địa nhân nó thành một hộp của tam tài, là theo chiều dọc. Còn nó đi theo chiều của, đây là chiều của không gian nha, còn chiều của thời gian á, nó không ngoài ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Thấy không? Cho nên thật sự nói ra là chia ra 6, nhưng mà nó hợp nhau ở một điểm, nó thành là 7. Hai cái, ba cái hợp nhau, mẫu cái ba, phải không? Thiên địa nhân, quá khứ, hiện tại, vị lai, hợp lại thành 7. Đó, cho nên cái người xưa quan điểm trên cái càn khôn vũ trụ là một cái gì tròn lắm. Mà con số tròn ở trong số học nó là gì? Là con số 10. Nó đi từ cái nguyên thủy chỉ có một vệt thôi, rồi nó kết hợp với một con số không của vũ trụ thì nó trở thành là thập. Cho nên tất cả những cái gì tượng trưng cho vũ trụ đều gọi là thập. Thí dụ như Phật gọi là thập pháp giới. Còn và còn cái anh gọi là nhân vô thập toàn, không không đầy đủ. Hoặc là dịch học bảo là gì? Thập thiên can, là 10 can. Người ta lý luận nào nó có thập thiên can. Đó là gì? Là giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. 10 anh này nè, 60 năm mới gặp lại một lần. Cho nên mới gọi là một lục thập hoa giáp. 10 cái giáp nó đi như vậy đó, mà 60 năm mới gặp một lần. Thí dụ như quý vị tuổi Bính Tý gì, thì 60 năm sau mới gặp lại tuổi Bính Tý. Thì cái đó mới gọi là một lục thập hóa giáo, quý vị hiểu không? Có nhiều người không biết, cứ nói là tôi tí năm nay tôi con rắn, năm nay tôi gặp con rắn là tôi kỳ là tôi gì trùng tuổi, tôi bị xui. Không phải, nó nhiều cái tỷ lắm, đúng không? Chứ đâu có phải một tuổi tỷ đâu. Khi nào nó trùng hợp cả can bà chi, thấy không? Cái lối của người xưa đó bao giờ cũng có âm và dương hết. Cho nên cái tuổi người Đông Phương á, thí dụ như bây giờ tôi nói, thí dụ như tuổi Bính Tý này, như năm nay mình là năm tỵ, là năm gì? Tỵ là tỵ gì? Đinh tỵ hay là gì? Quý tỵ. Quý tỵ phải không? À, thì mình là quý tỵ nè, năm nay là quý tỵ nè. Thì quý á với tỵ này nó đi một cặp can với chi đi với nhau. Cái tỵ là chi, cái quý là can. Nè, can nè, giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Thì cái quý này nó thuộc can. Một can đi với một chi thì nó gọi là một cặp âm dương nha. Ví dụ như bây giờ tuổi Giáp Thân, phải không? Giáp là một can mà Thân là một chi. Bị chi nó mới thập nhị địa chi, nó chia là 12 năm. Là Tý Sửu Dần Mão Thìn thì ngõ gì là gọi là thập nhị địa chi. Còn 10 anh này đó là thập thiên can. Đó, cho nên mới là từ cái thập thiên can là cái tròn của vũ trụ nó chỉ có 10 thôi. Trong 10 đó theo tùy theo nhân quả mà nó diễn biến ra 12 năm. 12 năm theo thời gian, rồi tùy theo cái con gì đó, cái nghiệp quả mình vô, mình lọt vô con đó. Mình sinh ra mình không biết, mình sinh ra mình biết lọt là con nào. Bính Tý là 26 mới này. Bính Tý hả? Bính Tý 1926 hả? Dạ. Đúng rồi. Ông tổng thống Thiệu Tứ Tý. Ông Thiệu là Giáp Tý. À, Giáp Tý. Giáp Tý. Mà ông Bính ông vừa Giáp là đứng đầu Giáp nè. Người ta khen á là tại vì đứng đầu giáp, giáp nó đứng đầu trong thượng thập thiên can, nó đứng đầu, mà Tý nó đứng đầu trong thập nhị địa chi. Bốn cái tứ Tý. Tý trước, Tý rồi Sửu, phải không? Thì Tý nó đứng đầu, cho nên có người quy ngược lại, nó con chuột nó khôn lắm, tại nó đứng đầu ở trong cái 12 con giáp. Đó thì cũng là một cách suy luận thôi. Nhưng mà cái cách của người Đông Phương họ tính như vậy đó. Bốn cái Tý. Đó. Thế cho nên là cái gì mà thuộc về 10 á gọi là thập pháp giới hay gọi là vũ trụ. Cho nên quý vị thấy nè, Tết á mình muốn đi cho chắc ăn cho đầy đủ á phải đi thập tự. Thấy không? Phải đi thập tự cho nó đủ, chứ còn đi ít nó không đủ. Thứ hai nó là cái gì? À, thứ hai trong các cái nó ngộ nha. Đi mình dư ra thập nhị địa chi là 12 trong cái thập nhị địa chi 12 tuổi gì, thì cái sự vận hành theo thời gian và vũ trụ quan của Phật nhìn á,
cái duyên nghiệp chúng ta diễn biến nó mười thập nhị nhân duyên. Nó đi cái thập nhị nhân duyên nha, từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, danh sắc, sắc lục nhập sinh thọ, thọ sinh ái sinh hữu sinh thủ sinh lão tử. Nó đi 12 cái dòng như vậy mới là lạ. Như vậy thành nên cho nên Phật mới thuyết rằng ai mà đi tìm nguồn cội của vô minh và cố gắng để giải quyết cái vô minh đó là người đó điên. Mặc dầu vô minh là khởi thủy để nó sinh ra, nó duyên để nó gặp hành, luật hành duyên thức mà nó duyên như vậy. Do nó cái vô minh là cái coi như cội nguồn vô thủy vô chung ai biết. Mà cứ cố gắng đi tìm cái nguồn cội của vô minh này để chấm dứt vấn đề đó thì người đó là hoàn toàn điên. Do nó cho nên nếu đi tìm cái căn bản của vũ trụ này bắt nguồn từ đâu á, hay cái khởi thủy của chúng ta từ đâu, chúng ta đừng nên tìm cái đó. Nó hoàn toàn nó không giải quyết được vấn đề. Cho nên cái giải quyết của vấn đề đó, Phật mới nói là muốn biết giải quyết được của vấn đề này nè, dục tri tiền thế nhân là quá khứ, hay là thì căn cứ vào cái ngã kim tác giả thị. Muốn biết kiếp trước ta làm cái gì thì kiếp này ta đang hưởng cái gì. Muốn biết kiếp sau ta lãnh đạn cái gì thì phải coi kiếp này ta đang làm cái gì. Đó. Do vậy cho nên các mà chính gì vì cái lý do đó cho nên tất cả những cái gì gọi là vĩnh cửu á, nó phải thỏa mãn ba điều kiện này: quá khứ, hiện tại và vị lai. Tức là thí dụ như trước có mà nay không, cũng không phải là cũng không phải là vĩnh hằng. Mà nay có mai không cũng không phải là vĩnh hằng. Hay là trước không mà nay có cũng không phải là vĩnh hằng. Mà do đó cho nên những cái gì mà Phật nói rằng ai nói trước ta, sau ta, nói như ta là Phật nói. Quý vị thấy cái câu nói đó khủng khiếp không? Nó thỏa mãn ba cái điều kiện này. Tức là Ngài nói rằng cái chân lý là bất di bất lịch dịch, thường hằng không thay đổi. Tức là thời nào nó cũng ra vậy thôi. Anh có nói cách gì nó cũng không đi ra ngoài cái đó thì mới gọi là hằng. Còn nếu cái gì mà nó thay đổi như vậy thì gọi là vô thường. Đó, chúng ta hiểu cái lý vậy. Cho nên cái cách đặt của người xưa đó, quý vị thấy nó vô tình, nó lạ, nó trùng lắm vậy đó. Thấy không? Bên kia, ông làm chữ này thôi. Đó, về tới bên mình nó chơi thêm một chút. Cho nên cái chỗ đó nó luân chuyển. Mà nó không ngoài cái quy ước chỗ này. Tất cả do nên nhân xác lập. Cái nhân con người, từ cái con người đó, cái đó qua tư tưởng của con người đó, người ta thành Phật có nghĩa là gì? Có nghĩa là gọi là giác ngộ. Nhưng mà nói theo về mặt triết học dễ hiểu nhất, thành Phật chẳng qua đó là gì? Khi đã giác ngộ rồi, tức là chúng ta có một đóa hoa tư tưởng. Cho nên cái tư tưởng của Đạo Phật, quý vị thấy không? Cái tư tưởng của Đạo Phật lạ lùng nhất đó là đóa hoa sen. Cái sen tư tưởng đó, nó đi từ đâu? Nó đi từ bùn nhơ đi lên. Rồi nó mới thành được cái đóa hoa sen này. Cho nên cái tư tưởng của Đạo Phật là phiền não tức bồ đề. Thành để cho nên nếu không có phiền não, chúng ta không biết được hạnh phúc. Phải có phiền não, phải có đau khổ, người ta mới có hạnh phúc. Cho nên cái lý luận của nhà Phật mới nhìn ra rất là mâu thuẫn, nhưng mà nó hợp với cái triết lý Đông Phương rất là sâu. Ngài nói như thế này, như thí dụ như một vị tổ trong Tịnh Độ nói, cũ phẩm chúng sanh, chúng ta chỉ có chính giới thôi, chúng ta chính là cũ. Cho nên người làm mà cao nhất ở trong cái cõi nhân gian này của chúng sanh là vua. Cho nên mới gọi là bậc là cửu trùng. Là vua, là sự đế, là cao nhất. Cửu phẩm chúng sanh mà không niệm Phật á, là quyết không thành Phật. Thì tâm anh không niệm, anh không nghĩ anh là một cái người cao cả vậy, anh không thể nào cao cả được hết. Đúng không? Cửu phẩm chúng sanh không niệm Phật, quyết không thành Phật. Mà ngược lại mười phương chư Phật mà không niệm Phật á thì không độ chúng sanh. Đúng không? Tại vì Phật là phải độ chúng sanh. Phật mà không độ chúng sanh đâu phải là Phật. Cho nên Phật là thương hết tất cả.
kẻ ác người dữ, người hiền gì ngài đổ hết, cho nên mới gọi là tâm Phật. Còn chúng sanh á mà không chịu học á thì không thể nào làm thành Phật được. Cho nên tất cả đều từ cái chỗ quý vị thấy cái bài, cái trong cái bài kể đó, qua khai kiến Phật ngộ vô sanh. Ngộ cái gì vô sanh? Ngộ cái linh hồn mình vô sanh. Cái linh hồn mình là vô sanh bất tử. Nhưng mà vì nó vô sanh bất tử cho nên nó mới bị khổ. Nếu nó không biết tu thì nó đọa vào địa ngục, đúng không? Quăng vô lửa, lấy ra một ngày không biết bao nhiêu lần như vậy mà nóng chết. Thì bởi vậy mới gọi là quăng vô nấu ra, quăng vô lấy ra và giặt dầu gặt nữa gì cũng vậy. Thành nữ cái hồn bị đọa chứ không có chết. Vốn chúng ta là con người bất tử nhưng mà chúng ta không thấy điều đó. Cho nên Phật thấy cái điều đó, Phật mới biết được rằng nếu chúng ta cải ác thành thiện thì chúng ta là Phật, giống vậy. Đó, cái lý nó là vậy. Vì chúng ta bất tử cho nên cái linh hồn bất tử. Nhưng mà cái thể xác này thì tử. Thể xác này nó theo cái luật của vô thường, có sắc có tướng là vô thường. Nhưng mà cái linh hồn thì nó không có sắc tướng, cho nên nó là thường còn. Đó, là vậy. Cho nên cái tư tưởng của Đông Phương á, nó phù hợp trên những cái đó, cho nên nó đặt từ y học. Cho nên quý vị thấy á, là trong cái nghề y á, nó cũng chia ra làm từ y đạo này, rồi nó là y vương này, rồi nó y thương này. Mà nhiều nhất á, là cái y này. Người ta buôn bán nhiều hơn là người ta làm những cái chuyện này. Khó lắm. Thành thế trong chính trị của người Đông Phương cũng vậy. Khó đi vào chánh đạo đó, để đạt do tới chỗ vương đạo đó, khó lắm. Cho nên hầu hết là đi vào ma đạo, tà đạo, hay gọi là cái chữ gì mình gọi là gì? Tà đạo, bá đạo. Hầu hết người ta cai trị bằng bá đạo, người ta dễ thành công hơn. Chứ đi vào vương đạo khó lắm. Cho nên các bậc thánh nhân đã thấy trước cái điều đó, cho nên trong con người cũng vậy. Trong cái y lý đó, mà đi đạt đến chỗ cái vương đạo của y á, của y học mà y vương á, thì chỉ có Phật mới được khen cái đó thôi. Chứ còn mình làm không nổi. Cho nên các ngài ta nhìn ta thấy là nếu mình tu á, rõ ràng á, tự nó chuyển biến. Cái tế bào ở trong con người của mình á, những cái mạch máu nhỏ nó tự nó biết nó chuyển biến. Nó chuyển biến theo cái cơ thể của ta bên ngoài. Vì thứ nhất ta ăn uống thay đổi nè. Ta bớt những cái sát nghiệp ta không rước vô nữa nè, phải không? Tức là mình chỉ có huề với ăn không à. Thứ nhất nè, nếu mình ăn chay, mình trường chay phải không? Tức là mình bớt sát à. Sát mình ít rồi. Đúng không? Nhưng mà trước đây cái nghiệp nó vẫn còn, tại vì từ cái ngày chưa biết ăn chay tới lúc ăn chay thì cái nghiệp quá khứ mình đã có rồi chứ. Đúng không? Nhưng mình cải chưa có hết. Nhưng bởi vậy nên kèm theo một cái nữa là mình phóng sanh. Mình đã vừa ngưng không làm việc ác mà đồng thời á, mình phóng sanh. Thì cái luật trong nhân quả mà giết một mạng đền mạng. Thì giờ mình phóng sanh ngược trở lại đó, thì có nghĩa là mình giải bớt nghiệp. Đúng không? Chứ có người không biết nói rằng do nó cho nên á, khi mình ăn chay đó, nó có cái điều lạ là nó tạo cho cái cơ thể của mình nó được dương quá. Tức là mình trước nay nó bệnh nhiều quá do những thức ăn âm. Thì mình ăn chay, tập ăn chay là cơ thể mình dương quá. Cho nên ông thầy tôi khi mà ông từ còn bờ kẹt bên Nhật, khi sau năm 75 tất cả các quốc gia bị tòa có mà sinh viên du học á, là coi như bị kẹt hết. Quốc gia nào giữ lại quốc gia đó không đi được nữa. Thì quý vị đó phải đi ra đời làm việc. Quý vị tu sĩ đó, đặc biệt ở từ bên Nhật rồi này nghe đó, là quý vị tu sĩ đó phải tự ra kiếm sống ở ngoài. Thì ông thầy tôi cũng kể là ông đi ra, ông apply vô trong cái nhà máy điện nguyên tử của chủ Nhật á. Thì một trong những cái điều kiện được nhận vô cái nhà máy nguyên tử đó là cái gì quý vị biết không? Đó là điều kiện phải ăn chay. Vô ăn chay như vậy nó đỡ bị cái nhiễm phóng xạ. Tại vì cái phóng xạ có nghĩa là cái dương, tia dương nó gặp tia âm là nó phá dữ luôn. Cái nguyên tử là nó nổ khủng khiếp là tại vậy đó. Cho nên mình ăn đồ mặn nhiều quá đó là nó âm tính ở trong người, cho nên cái tia nguyên tử khi nó nổ thì nó gặp những điện tích âm nè, nó hít và nó phá rất dữ dội. Cho nên khi mà tôi gặp ông nói cái câu đó, tôi sợ quá, tôi về tôi ăn chay luôn. Mà nó có cái hay lạ nha, rõ ràng nó thay đổi đó. Hồi trước quý vị nhìn tôi nè, để tôi tập cho quý vị chị về diễn dẫn. Quý vị để ý những cái cọng gân nằm đây nha, gân nhân là hai bên thái dương này nè,
Thì cái này nếu mình học theo cái luật phản chiếu đó, mềm theo mềm á, mềm theo mềm cái gì, cứng theo cứng. Thì cái mềm á, đây là cứng nè, đây là mềm nè. Mà cái mềm này nếu mình lấy cái gương, cái xương hốc mắt này á, đồng với xương chậu, cái xương chậu của mình á, đây, cái pelvis á, với điều kiện khi mình chọn, mình nói là lấy sống tráng làm sống lưng, lấy sống tráng làm sống lưng, đôi khi mình trị cột sống đau đau đây mình trị cũng rất hay. Nếu người ta đau lưng, nếu sống tráng là sống lưng thì lập tức lông mày á, gờ mày nó sẽ biến thành hú của xương chậu. Cho nên tôi kể quý vị, mà bà chị tôi có bị đau một cái bục của xương chậu nè, mà tôi ra mấy bục này tôi chăm mà tự động nó tan á, thì cái này nó đồng với xương chậu. Thì cái chỗ mà xương chậu nằm đây gì, thì trên xương chậu là gì, là phần mềm, qua từ phần cứng tới phần mềm gì, thì chỗ cái phần hông này nè, nếu mình lấy gọi là hông theo hông, thì cái phần mềm này nè, một trong hai bên này nè, nó liên hệ tới hai cái hông, một là hông, hai là tim mạch. Bây giờ nói tim mạch nói sao, thì khi mà tôi gặp ổng á, là tôi hai cái cục gân này nổi lên dữ lắm. Mà kinh nghiệm tôi trị liệu cho người ta, những người bị tai biến mạch máu não đó, là hầu hết á, khi mà thấy hai cọng gân này nổi lớn đấy nha, thì không sớm gì muộn trong vòng 6 năm trở lại là cũng bị sụi à, cái gân này nổi lên to. Thì tôi nghe ông kể tôi vậy, cái tôi về tôi quyết định tôi ăn chay. Thì lạ lùng, tôi ăn chay có một tuần lễ nữa bên này nó xẹp, mà hồi đó tôi xoa huyệt hoài nó không xuống, nửa bên này nó xẹp. Thì giờ hiện giờ nó còn chút xíu nữa nè, từ ngày cái hốc á, chỗ bên trái nó còn cộng căng chút xíu này nè. Thì cái hốc này rất hay nha, cái hốc này nó phản chiếu dùng những cái gì thuộc gì, dùng hông, những cái gì thuộc gì bụng, thì cái nó hội nè, nó đi theo ba nách nè, một cái hốc nè, hai hốc nè, cái hốc thứ hai. Mà cái điều tôi nói với quý vị á, đây là kinh nghiệm xương máu, tức là có thật á. Mấy bữa tôi ham ăn quá, tụi nhỏ nó nhà nó mua sô-cô-la đen á, về nó nói ba không có ăn gì nữa thôi, ba lấy cái này ba ăn đi, tại tôi cũng thích ăn kẹo lắm nữa, rồi lâu ăn rồi cái mình ngon miệng, gặp bạn bè tới uống nước trà đó, tôi múc cũng 5-6 thanh sô cô la đen á, quý vị thấy nó nổi cho hai cái đốm bự lắm, nó ngổn như là móc cái da lên vậy, mà nó lỡ đỏ hết chỗ này nè, lỡ đỏ hết chỗ này nè. Vậy làm sao? Thì mình biết rồi, là tại mình ăn bậy rồi, mình ăn bậy cho nên nó lỡ ra đó, mà nếu mình không biết ha, là nó lỡ tay quay cái mặt luôn á. Thì làm sao? Thì trà cái này nó không ướt, biết trà đã không ướt không? Cái này, cái đầu mũi giống đầu gối, chỗ này nè, nếu mình lấy cái chỗ này là sơn căng, nếu mình lấy cổ chân là sơn căng gì, cổ chân là cổ gáy, phải không? Cái này chắc phải làm người mẫu về quý vị mới thấy này. Nếu mình lấy cái chỗ này đó, mắt cá nè, đồng giữa mắt, đúng không? Thì cổ chân á là cổ họng đồng với xương căn, thì cái vùng bắp dế này này thì nó sẽ liên hệ tới mũi. Thì cái đầu gối này là đầu mũi, thì tôi chạ cái vùng huyệt dương răng này nó đau chịu không thấu thì này xẹp, hiểu không? Cho nên cái sự biến đổi này nếu chúng ta không học á, chúng ta sẽ không áp dụng được. Điều thứ hai nè, hôm nay tôi chỉ cho quý vị một chiêu về làm tử. Hôm trước có quý vị nào ở đây, ông bạn thì làm cái vụ mà nhíu bầu tiếng gì. Hôm nay tôi chỉ cho quý vị một chiêu thần kinh tọa rất là độc. Một cái chiêu thứ hai, đó là bị tiểu đường. Quýnh hai việc thôi, không cần nhiều. Hầu hết á, những người bị mập á, những người bị tiểu đường á, là tại sao? Là để ý nhất mấy bà Mỹ á, mập á, là cái gì mập? Cái đùi này mập này, đúng không? Phải đùi mập không? À, đúng không? Đùi dế với lại cái bắp này mập lắm à. Thì ta có một cái huyệt cự liêu nằm ở từ chỗ 63 này, kéo thẳng ra, gọi là huyệt ông cho ông đặt tên là huyệt 38 đó, vô tình nó trùng. Cái huyệt cự liêu nè, nó thuộc về đỡm kinh, cho nên những người đau thần kinh tọa đó, quý vị bóp vô vậy nè, họ chịu không nổi. Bóp vậy nè, bóp dọc theo cái đường pháp lệnh nè, bóp vậy nhăn à. Những người bị đau thần kinh tọa đó mà nó đau cái vùng căng hai cái gân háng này nè, quý vị bóp vào trong hai gân này nó sẽ có một gân rất đau, đau chịu không nổi. Bây giờ hôm trước mình nói cái chỗ dưới này phải không, thì cái hình mới được,
lấy cái mặt ngoài nó dơ cái mặt hết. Đi về nè, đây là cái nếp nhăn pháp lệnh, cái bọng má nó nhăn về nè. Thì quý vị sẽ thấy cái chỗ này đó, cái chỗ này nó giống cái gì? Nếu đây là xương chậu gì thì chỗ này nó là đùi, nó là cái đùi háng này nè. Có tưởng tượng ra nổi không? Không tưởng tượng ra. Khó lắm ba cái vụ này, bởi vậy nó phải chịu khó tưởng tượng chứ. Cái gì? Hai pháp lệnh nè, thấy không? Thì cái dùng đùi của mình nó trải rộng từ đây tới đây qua đây nè. Quý vị bóp ngang chỗ này nó sẽ trúng việc 38. Việc 38 tức là việc từ cái đường mép miệng ngoài ngoài nè, đi thẳng lên chỗ giữa tới ngay trong đệm con người đó. Thì cái dùng 38 này nó trị đau thần kinh tọa, bị đau cái đùi rất hay. Đó. Dưới việc 50. Đúng rồi, nếu dưới việc 50. Việc 50 nó nằm ở trên, việc 38 nằm dưới. Thành nữ cho nên nếu quý vị thấy những người bị viêm tiền liệt tuyến á, như bữa trước mình nói phải không? Là bị cái chỗ này nó bị đau. Chỗ cái mép miệng này bị đau nè. Thấy không? Số mấy, số 6 rồi này. Không có tên, như tôi nói không có tên mà mấy cái sinh viên này tôi tìm ra, nó không có tên nào, ông Châu, ông ngâm tôm luôn, ông quên luôn, ông không đặt. Năm 1995 tôi đi, tôi nói tôi báo cáo cho ông nghe rồi mà ông quên. Rồi thì ta lý luận như thế này đơn giản lắm. Bây giờ cái nhíp bầu điếc là chắc chắn á, nó phải nằm ở dưới này. Nó nằm ngang từ dưới xuống và đổ xuống nè, chứ không thể nằm trên được. Đúng không? Cái nhíp riêng nó gần cái bọng đái mà. Đúng không? Theo về mặt cơ thể học thì nó mới nằm như vậy. Đó. Thì giờ mình mới lấy này ra là mình coi nè. Mình sẽ thấy nè. Đây, đại khái đó. À, thì cái này theo cái hình này cũng được. Bây giờ theo lấy cái hình này đi. Đó, thì bây giờ quý vị thấy á, là cái bọng đái nó nằm dưới qua thận xa lắm. Đúng không? Bọng đái nó nằm dưới qua thận xa lắm. Tại nữ cho nên nếu mình lấy ở đây là mình trị nhíp hậu tuyến nè. Thì cái tuyến tụy á, những người bị tiểu đường á, nó phải nằm ở đâu? Nó phải nằm giữa quả thận với cái bàng quang. Đúng không? Cho nên nó dưới việc 38 một chút. Mà nó trên việc 17 một chút. Quý vị cứ bóp dọc theo cái má này nè. Là trị tiểu đường. Dọc theo pháp lệ nè. Có hiểu được không? Cái lý thứ hai tại sao nó như vậy là nếu nha, dùng danh từ nếu ta lấy cái dùng cái chỗ cái mép chỗ huyệt 61 này á, nó tương ứng với thận, tương ứng với thận là tại vì tính theo hình đồ dương á, thì cái xương sống nó nằm ở đây á, thì hai bên này nó phải là hai quả thận chứ không phải phổi nữa. Đây tôi vẽ cái hình này quý vị thấy nè. Hơi khó phải không? Đây, quý vị nhìn cái hình này nè. Cái mâm nằm cuối cùng ở đầu mũi. Thì như vậy cái eo lưng á, thì quả thận mới nằm đây chứ. Đúng không? Do đó cho nên những người mà bị thở mệt á, thở không được á, tôi chỉ chịu chà vuốt như vậy nè. Thì phế với thận hai cái nó tái hoạt động. Cho nên mình vuốt như vậy đó mà nghe cái nhịp tim nó khác. Nó thay đổi. Bữa ông bạn của ông này, ông mang cái bình oxygen tới đó. Mình chỉ cho chà vuốt vậy thôi. Cho nên cái thở sâu á, được hay không là hai tạng thôi. Đó là thận với phổi. Hai cái đó quyết định. Bởi vì người đau phương diện đó đông y quan niệm rằng thận là cái battery, là một cái hút. Còn phổi á, là một cái để thải ra. Một cái hút vào rồi nó lượt qua máu gì, nó phải giữ lại cái năng lực đó là thận giữ. Thành thử cho nên cái sức chịu đựng được mạnh, yếu là do nó cái thận quyết định. Đó, thành thử cho nên giữ không được hơi bị đít chạc đó, là cái thở hổn hển cho nên nó lại đẩy ra. Cho nên chữa bệnh xuyển mà không cứu cái thận á, là bệnh cứ tái đi tái lại hoài. Cho nên mấy ông thầy mà y tá đó, ở nhà giường đó, ổng chơi bạo á, những người bị bệnh xuyển ổng chích cortisone luôn, hết rất nhanh, hết rất nhanh, nhưng mà hậu quả sau đó là nó dễ bị sưng người, mặt nó giữ nước, cái con chơi bạo á,
tôi cái đó tôi gọi là tà đạo hay là bá đạo đó, tức là chữa cũng chữa, họ chữa nó hết rõ ràng, nhưng mà cái hậu quả người bệnh chịu. Bây giờ đang mệt mà bây giờ anh chịu không, tôi chơi với anh buổi này, mấy ông y tá dương nó chơi vậy không à, đó thành thử cho nên cũng cách trị vậy, nhưng mà nó không đi vào cái gốc. Do đó cho mình lý luận rằng nếu cái việc 61 này này mà nó đồng với quả thận á, thì như vậy đó, dưới quả từ quả thận á, nó sẽ đi theo một cái gì đi xuống bụng đáy. Nếu mình lấy cái ụ cầm này làm bàn quan, cái hình của anh này anh đưa nè, nếu mình lấy cái dùng eo lưng hồi nãy này, eo này, nếu mặt trước á là eo sườn, nếu đối diện mặt sau á là eo lưng, đúng không? Thì cái eo lưng đồng với thận, thì như vậy từ quả thận á đi xuống tới bàn quan á, nó phải qua một cái sợi dây gọi là ống dẫn tiểu, đúng không? Thì cái pháp lĩnh mình nó vừa đồng với ống dẫn tiểu, nó đồng thần với cái đùi, đồng hình với cái đùi dế, thì như vậy đó những cái bệnh mà thuộc về đường tiểu, đường niệu, bị về thí dụ như tiểu đường, nó tháo đường đi ra ngoài mà, do đó mình chà vuốt dọc hai bên pháp lệnh này nè, nó quất. Quý vị có thông cảm được chỗ đó không? Thế chà hai pháp lệnh này nè, vừa nắm vừa vuốt này nè, thì nó sẽ gặp một điểm đau. À, vuốt nghe nè, đau dữ lắm. Thì không có, bởi vì chỉ có hy sinh ngón tay thôi. Tại vì nó sệ mặt. Sệ mặt. Không có sệ, không có sệ. Cái này đẹp hơn căng da mặt à. Làm xong nó hết bệnh, nó căng da mặt ra chứ sợ sệ được. Nhưng mà mình đừng có đụng nhiều quá bằng cái móng tay. Đừng để cho móng tay chạm vô. Chứ đi lại làm á, mình đừng có, bởi vì tôi mới nói với quý vị, một lần mình làm 7 cái rồi 3-4 tiếng rồi sao để cho cái da nó co trở lại bình thường. Mình làm nữa cho mình đừng làm nhiều quá, nó sẽ bị chê uổng đi ha. Nè, thành thử quý vị thấy nè, ở trên mặt của mình á, không, tôi có cái đó nè. Quý vị thấy chỗ này là một cái bụng nè, ở đây hai cái bụng nè, ở đây ba cái bụng. Cho nên những người phụ nữ nha, lạ nha, mà bị gọi là bị khối u buồng trứng á, cái trong dạ con á, tôi chỉ chăm vào những vùng huyệt 191 ở chỗ vùng này nè, nó đau lắm. Tôi chỉ ấn vào những vùng huyệt này với cái lõm này nè, với lại bộ tiêu viêm thôi mà nó tan. Tôi có bà bạn tội nghiệp lắm, cho cái hồi mà năm trước sau năm 75 nó nhiều cái nó nhiều khê lắm. Tội nghiệp bà, ông tới ông nói tôi, ông nào tôi nhớ còn năm đó là năm 1983 tới 84, ông nói tôi, ông nói trời ơi, ông ơi, bây giờ đi vô trong bệnh viện nó bắt tôi đóng 60 kg gạo, nó mới chịu mổ cho vợ tôi. Tôi hỏi vụ gì, ông nói bây giờ cái khối u của bà nó lớn gần bằng nửa quả trứng gà, mà bây giờ nó to quá, nó lo như vậy là nó cũng phải mổ thôi, mà bây giờ không có tiền mà đóng gạo. Hồi xưa nó cái kiểu mà nó không đủ tiền, nó cứ chơi, nó quy định cái gì cũng bằng gạo á. Nói bây giờ làm sao, bây giờ thầy Phước Chủ người này ông tin em thì để tôi làm thôi. Thì tôi rà hai bên cái chỗ này nè, chỗ này nè, cái lý mà tôi nói nó quý vị nhớ nha, những cái huyệt sanh tử á, nằm ở chỗ bờ mé. Cái từ nè, sanh với tử là kế bên bờ mé gì, một sanh hai tử thôi. Thì huyệt á nó cũng nằm ở những cái đường, những cái điểm giáp giữa hai màu da, hoặc là giữa da với lông. Đây nè, thí dụ như hai bên tóc mai mình là giữa da với lông phải không? Thì ra ở vùng huyệt 191 trong vùng này nè, nó đau chịu không nổi. Rồi ra vùng huyệt giữa da với lông nè, giữa lông mày nè, dọc cái cung này nè, thì cái chỗ nào đau cho trăm đó rồi quy về bộ tiêu viêm vậy thôi. Mà trong đâu có, trong vòng có 4-5 ca thôi, vô chụp hình trở lại nó nhỏ bằng hạt gạo. Nó nhanh tới như vậy. Bú dạ con. Bú dạ con đó. Đó. Gọi là bú, hay gọi là u nang buồng trứng á, kêu nhìn từ gì cầm dùng cái từ đó, gọi là u nang buồng trứng. Đó. Mình làm như vậy mà không quớt. Thành thử nên có thể nói là nhiều cái chuyện nó kỳ diệu lắm, khi mình cúng người ta xong rồi nó có nhiều cái chuyện đó mình không có tưởng tượng được. Nó nhanh tới cái mức mình ấy. Rồi tôi trở lại chuyện của tôi đó, thì tôi biết rằng á là khi mà ăn mà nó như vậy nè, thì chỗ này đó là tại vị kinh nó chạy từ dưới này lên này, vị kinh nó qua mũi, cho nên cái dùng huyệt 61 mà ăn ở đây á, rồi huyệt Nghinh Hương á, để mà trị sổ mũi á, là do nó thúc dương minh vị kinh nó chạy qua đó, cho nên anh ào mà ăn ẩu á là nó hay lỡ mũi như này nè đó, mà mình không biết là nó bày nhầy ra đó, mà mình làm ngược lại dưới đây vậy mà nó quớt.
Tôi có một ông thầy đó, hồi đó ông rất giỏi. Con nhỏ nghe đến tôi bây giờ, ông cứ biểu kêu quan âm mà ông nội. Ông hay đến cái mức như thế này mà tôi học không được cái nghề. Hồi đó bị thầy còn mình đi lính. Tôi đưa vợ tới tôi bắt mạch bì mà tụi này lấy nhau cũng 5-7 năm vậy nữa mà bà không con. Rồi mấy anh em bạn rồi thì cũng bày nó nói ông thầy nó có hay ông bắt mạch cho mấy ông hồi xưa cái ông gì mà dạy dạy nhu đạo ông Thích Tâm Ấn á. Ông à, mấy ông đó là cũng tới hút thuốc này á, tôi nói em là ông này sao nổi tiếng vậy, mình tới thử. Thì ông hút thuốc cũng bình thường vậy, năm coi mạch hút thuốc. Tới cái bữa đó thì bình thường ông dặn tôi là cứ tuần lại lấy thang thuốc vậy, trên đường đi làm ghé ngang đi lấy thuốc. Thế xong cái hôm sau về thì thấy bà có cái mấy ngày sau bà có cái triệu chứng đó, nó không phải bình thường mà mình cũng đoán vậy thôi. Thì đem tới ông coi mạch á, ông ấy mày đi lấy phép đưa vợ mày về Sài Gòn đi. Nó nói vợ quay ông, ông nói thiệt, nó nói vợ mày có con rồi. Tức là đối với Tây Y á, quý vị biết là muốn biết được có thai là phải thử thỏ gì. Mà cái này không thể nào bắt mạch được trong vòng mất kinh trong vòng 4 ngày tới 5 ngày mà biết được mạch thai nhảy. Cái bụng mạch ông hay tới như vậy. Cái thì tôi mới đi về Sài Gòn là hồi xưa ở cái đường Cao Thắng á, có cái phòng thí nghiệm vật lý đó đó. Thì ba của chị bạn tôi đó là ông là trưởng phòng thí nghiệm vật lý đó. Ông nói mẹ nói ba láp, làm sao có cái chuyện mà mất kinh trong vòng 5 ngày mà biết được mà có thai hay không. Tao mày lấy ông nghiệm đem về đưa vợ mày, tiểu mai đem tao thử chắc à. Đưa ông thử xong kết quả xong tối tên là lại hỏi thăm ông, nói thằng cha già này hay thiệt. Nghĩa là cái chuyện đó Tây Y không thể xác quyết được, mà cần phải đi qua một cái lab mới biết. Mà Đông Y họ bắt mạch họ biết. Mà ông giỏi tới cái mức này nha. Tôi nói tôi cười lấy ông này thuộc gì là quét vậy. Quý vị tôi không tưởng tượng nổi ông. Khi tôi gặp ông là 81 tuổi. Ông cũng họ Lý thành ông mới nhận con tôi. Ông nói đẻ thằng này ra gái trai gì không biết kêu tao là ông nổi. Ông nói tao á 8 bà vợ, 28 đứa con. Nó khủng khiếp luôn ông. Mà người ông rất là đẹp. Rất phong phi mà hồi xưa theo biểu tục hồi xưa mấy bà già ở. Mà ở chung nhau luôn. Không khe vậy chứ vui lắm. Và ông khi mà sinh nhật cái thằng con út ông cái gì không biết á, ông về Sài Gòn chơi á, mấy bà họ với nhau đủ 8 bà á, thay mấy đứa con họ mừng sinh nhật ông. Nó thương quá. Đứa này món đứa ghi miếng kiểu mà tàu á, nay cho ăn yến á. Yến bồ câu tìm rồi thì nó lỡ không ra nước luôn. Thành để cho nên khi mình bị abuse á, mình ăn uống mà thặng dư quá đó, nó nứt ra da ra nha. Chứ không phải đừng có nói là bổ mà không ngại đâu. Ra theo từ bổ nó qua đập. Tôi mới nói là tôi nói, ủa sao bữa nay ông mặt mũi ông gì kỳ, ông nói à bữa nay vậy là hay lắm rồi, trước đây mà một 5-10 ngày mày đi chưa có đi còn ở trong Sài Gòn mày thấy tao là mày tè tiêu rồi, tao không được như vậy đâu. Nó ra nước vàng hết, ông phải kiêng lại rồi ông bốc thuốc ông uống ông giải độc. Cho nên cái liều lượng của cái người làm việc á, thuốc á, men nó rất đòi hỏi cái rất kỹ. Cho nên tôi nói với quý vị thấy nói là dây ấn có 5-7 lần như vậy nó rất quan trọng nha. Mình chú ý mình dây nhiều quá nó chạy đi thì nó uổng cái huyệt đó, mình không tìm ra được cái huyệt thứ hai. Thấy không? Mà trong khi mình cần thành nữ nên là cái gì đó cũng phải có cái chừng chừng của nó là như vậy đó.